Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với channel của mình, và mình là Kim Moton. Ở clip hôm nay thì mình sẽ đi tiếp theo về cái clip lần trước, thì mình sẽ chia sẻ với anh em về hai cái cơ cấu của hai hệ thống phanh, một bên là ABS và một bên là CBS. Thì hai cái hệ thống phanh này nó sẽ có những cái điểm gì giống nhau và khác nhau đó, và hai cái phiên bản này nó sẽ khác nhau ở cái gì, và một bên là ABS nó đắt hơn những cái phiên bản là CBS kia những 10 triệu đồng. Và chúng ta sẽ đi vào xăm soi giữa hai cái phiên bản này xem mà cái cấu tạo nó sẽ như thế nào, nó khác nhau như thế nào, để mà một bên gọi là ABS và một bên gọi là CBS. Và tiếp theo là chúng ta sẽ đi tiến hành xăm soi về cái chiếc Honda Vision ở đây. Thì đại diện chiếc Honda Vision ở đây nó sẽ là phiên bản là CBS. Thì trên chiếc Honda SH mà phiên bản là CBS thì nó sẽ tương tự như thế này thôi. Thì hình thức nó sẽ khác nhau một xíu. Thì ở đây mình không có chiếc Honda SH phiên bản là CBS, thì mình sẽ lấy cái chiếc Honda Vision làm ví dụ. Đó, thì ở đây là chia sẻ với anh em, ở đây nó sẽ có hai cái dây kéo. Ở trên SH thì sẽ là hai dây dầu, ở đây nó sẽ là hai dây kéo. Thì nó sẽ có một dây phanh sau và một dây phanh trước. Đó, thì đây là cái cùm ben phanh trước. Và bây giờ là chúng ta sẽ bóp phanh. Thì mình sang bên này thì mình sẽ bóp phanh. Và đây là mình sẽ bóp phanh trước. Anh em thì thấy là bóp phanh trước thì cái phần cơ cấu dây kéo nó sẽ kéo rút cái phần tay phanh của chúng ta, nó ép vào cái phần ben dầu ở đây, thì nó sẽ ăn ở đằng trước. Và tiếp theo là cái phần dây ở bên này, là cái dây phanh sau, thì chúng ta sẽ bóp phanh sau. Đó, thì anh em thấy là đây là cái dây này dẫn ra đằng sau. Ở đây nó sẽ là cái cơ cấu lệch là gì, là cái dây này nó sẽ bắt ở đây, nó sẽ thiên về phần cái con dây ở phía bánh sau. Thì khi chúng ta bóp như thế thì chúng ta sẽ kéo cái dây đằng sau là chính, và cái phần trên này nó sẽ ăn vào cái phần ben trước này là phụ. Đó, thì anh em để thấy là khi mình bóp như này thì anh em để thấy là cái phần dưới này chạy trước và phần trên này chạy sau, đúng không ạ? Đó, thì khi chúng ta bóp như này là nó sẽ kéo hỗ trợ cái phần trên này là cái phần phanh trước, thì anh em thể nhìn kỹ nhé. Đó, nó có sự chuyển động tuy là nhỏ thôi nhưng mà nó cũng sẽ làm phần nào cái bánh trước của chúng ta nó sẽ ghì lại để nó giảm cái tốc độ tốt hơn. Đây là cái cơ cấu cơ học rất là đơn giản thôi. Thì cái này chúng ta sẽ hiểu nôm na là chúng ta bóp phanh sau nó sẽ ăn bổ trợ cho đằng trước về cái phần cơ học này. Đó, thì còn trên chiếc Honda SH là nó sẽ có 3 piston. Thì ở đây chiếc Honda Vision này nó chỉ có 1 piston thôi. Đó, nó chỉ có 1 piston. Thì khi chúng ta bóp phanh trước nó cũng sẽ là một cái piston này ăn, và chúng ta bóp phanh sau nó sẽ ăn bổ trợ, thì cũng vẫn chỉnh là cái chiếc piston này nó sẽ ép vào cái bộ má đĩa của chúng ta ở đây. Còn trên chiếc SH thì nó sẽ có 3 piston. Thì nó sẽ có 2 piston là ở phanh trước và thêm một cái piston phụ ở phần bên dưới này sẽ là piston của phanh sau. Khi chúng ta bóp phanh sau thì nó sẽ ăn chính cái piston thứ ba đó để nó hãm cái bánh trước này của chúng ta, nó sẽ giảm tốc độ cùng với lại cái bánh sau. Còn trên Honda Vision này, về cái cơ cấu này nó làm đơn giản hơn là chúng ta bóp phanh sau nó sẽ ăn bổ trợ vào cái phần đằng trước này, thì nó chỉ khác nhau ở cái phần này thôi. Đấy, còn cái phần về phía bên dưới cái phần cụm đĩa này thì 1 piston hay 3 piston thì nó cũng thế thôi. Về cái này thì mình không nói đến là cái khoản 1 piston ăn hơn hay là 3 piston ăn hơn nhé. Mình chỉ nói đến về cái phần cơ cấu của cái bộ phanh CBS ở đây thôi. Đại diện là chính là chiếc Honda Vision này. Và tiếp theo sẽ đến cái phần hoành tráng hơn một xíu, đó là chiếc Honda SH. Ở đây đại diện là mình sẽ có một chiếc Honda SH 150 phân khối, có hệ thống phanh là ABS. Đó, thì anh em thì thấy là các cái đường ống dây nó lằng nhằng bằng sắt ở đây, nhìn khá là hầm hố. Thì chia sẻ với anh em, đây là hai cái dây phanh. Thì cái phần yếm này mình định tháo hẳn nó ra, nhưng mà về cái phần sàn ở dưới này thì mình đã dán đen sần rồi, cho nên là mình không muốn lột cái phần dán đấy ra để mình tháo con ốc để bung hẳn cái yếm này ra, thì mình chỉ có rút ra như này để anh em dễ tham khảo thôi. Ở đây thì sẽ có hai cái đường TO dẫn dầu, một bên là
phanh trước và một bên là phanh sau. Đó, thì nó cũng tương tự như chiếc Honda Vision kia thôi, nó đều là dây tio xuống. Một thằng là bằng dây rút và một thằng là sẽ là tio dầu. Thì ở đây nó sẽ chia ra làm hai đường khác nhau. Anh em thì thấy là sẽ là chia ra làm hai đường khác nhau. Cái phần đường chính này nó sẽ dẫn xuống đến đây và nó bắt cố định vào cái phần khung, và nó sẽ chia dòng để nó vào phần cái con ABS đó. Thì ở trên ABS này nó sẽ có đường ống vào, và trong này nó sẽ có phần van, và những cái đường ống này nó sẽ dẫn đi bánh trước và bánh sau đó. Thì ở đây là trên chiếc xe này nó sẽ là hai kênh, thì nó sẽ có bốn đường ống, hai vào và hai ra. Còn trên chiếc xe mà có một kênh thì nó chỉ có hai đường ống thôi, một vào và một ra đó. Thì ở đây là mình xin phép mình chia sẻ về cái cơ cấu làm việc sẽ là như sau. Thì khi chúng ta bóp phanh thì dầu nó sẽ theo cái đường ống này, nó sẽ chạy vào cái phần củ ABS ở đây, và cái củ ABS này nó sẽ có cái van mở ra để nó dẫn xuống bánh trước hoặc bánh sau, bánh trước hoặc bánh sau anh em nhé. Nó sẽ không thông nhau như cái phần phía bên chiếc Honda Vision kia là bóp đằng sau nó ăn bổ trợ đằng trước đó. Còn cái phần này thì nó sẽ là khác nhau, là phanh nào đi phanh đấy, trước là trước, sau là sau đó. Clip trước thì mình đã chia sẻ với anh em rồi, khi mà bóp phanh thì nó chỉ là đằng sau ăn đằng sau và đằng trước ăn đằng trước thôi đó. Hai kênh và một kênh thì nó chỉ khác nhau là hai tio vào và hai tio ra, còn một kênh là một tio vào và một tio ra, thì hai cái thằng này nó không có liên quan gì đến nhau. Sau là sau, trước là trước đó, anh em cứ hiểu cho mình là như thế, sau là sau, trước là trước. Và khi dầu nó được cấp từ tổng chính của chúng ta, khi chúng ta bóp phanh xuống đây, ví dụ là bóp phanh sau hoặc bóp phanh trước, thì dầu nó sẽ theo cái đường ống này vào đây. Thì cái lúc này là cái thằng ABS này nó sẽ mở van cho dầu nó xuống cái tio này hoặc tio này, có thể là phanh trước hoặc phanh sau tùy thuộc vào khi chúng ta bóp phanh. Thì dầu nó sẽ được chạy thẳng từ tổng chính xuống đến tổng phanh ở dưới phần bánh của chúng ta, và cái con cảm biến ở phía dưới lốp xe của chúng ta ở đây, ở phần đĩa này, nó sẽ tính toán cái bánh khi chúng ta lăn bánh ở trên mặt đường này, có thể là đi nhanh đi chậm nó không cần biết, nó không quan tâm. Nhưng cái bánh của chúng ta khi đang quay mà nếu như nó bị đứng khựng lại đó, khi chúng ta bóp một lực lớn quá nó đứng khựng lại, thì cái con này nó sẽ truyền tín hiệu về ECU, và trên chiếc ECU ở trên chiếc xe này nó sẽ truyền tín hiệu về cái anh CBS ở đây, và lúc này CBS nó sẽ can thiệp bằng cách là giữ áp hay là nhả áp. Nếu như chúng ta bóp phanh một cái lực phanh lớn quá nó khóa cái bánh lại, thì lúc này con này nó sẽ mở van ra để nó nhả áp hồi ngược về phần tay phanh của chúng ta. Cho nên là khi chúng ta bóp phanh mà ABS nó làm việc thì nó sẽ đẩy cái tay phanh của chúng ta ngược lại đó. Về nguyên lý hoạt động của cái phần ABS ở đây, nó sẽ có ba tính năng chính. Một là bơm áp, hai là giữ áp, ba là xả áp. Đó, bơm áp là gì? Bơm áp là khi chúng ta bóp phanh thì cái lượng dầu ở trên cụm phanh nó sẽ chạy thẳng xuống phần bánh sau hoặc bánh trước của chúng ta qua cái phần van của anh ABS ở đây. Đó. Và khi chúng ta bóp một cái lượng phanh vừa phải thì cái anh ABS này nó sẽ cho chúng ta giữ áp. Còn nếu như chúng ta mà bóp một cái lực phanh lớn quá dẫn đến là khóa bánh đột ngột, thì cái anh ABS này nó sẽ mở một van để xả áp. Thì lúc đó là cái van xả áp đấy nó sẽ đủn ngược dầu về cái phần tay phanh của chúng ta ở đây. Cho nên là khi chúng ta bóp phanh nó sẽ có hiện tượng là đẩy ngược nhả lại cái tay phanh của chúng ta là vì thế. Đó, thì cái phần này là được tính toán dựa trên ECU. Còn anh Vision ở bên kia đại diện cho anh CBS nó gọi là tính toán bằng cơm, là dựa theo cái lực phanh cảm nhận của cái người cầm lái. Còn phía bên SH mà có hệ thống phanh ABS này, nó sẽ được tính toán gọi là mức độ cao cấp hơn là chủ động. Cái xe nó tự động, nó chủ động, nó can thiệp vào cái hệ thống phanh của chúng ta, giúp cho chúng ta nó sẽ có một cái lực phanh an toàn hơn, không bị khóa bánh, không bị té ngã trơn trượt đó. Thì cái phần này nó là cái phần rất là tối ưu cho những cái chiếc xe cao to như chiếc xe SH ở đây. Thì cái phần này nó tương tự trên những cái chiếc xe ô tô,
cao cấp đó. Thì những cái chiếc xe ô tô mà rẻ tiền, kể cả là bây giờ là 2020 rồi, có những cái chiếc xe ô tô rẻ tiền thì họ vẫn cắt đi cái tính năng là ABS này. Còn những cái chiếc xe gọi là cao cấp đắt tiền thì nó sẽ có những cái tính năng là ABS này. Còn ở trên xe máy hiện tại bây giờ nó chính là những chiếc Honda SH này, là cái phiên bản cao cấp hơn, là nó đã có ABS. Còn cũng là Honda SH này mà phiên bản gọi là thấp cấp hơn một xíu, rẻ hơn, thì nó sẽ chỉ là phanh CBS thôi. Đó, cho nên là cái phiên bản ABS này, thứ nhất là nó sẽ đắt tiền hơn, là gì? Là nó sẽ có một thêm một bầu trời công nghệ để nó hỗ trợ cái lực phanh như chúng ta. Đó, một cái lực phanh rất là đơn giản thôi, nhưng mà nó sẽ tiêu tốn cho chúng ta thêm một cái số tiền là 10 triệu. Và cái số tiền 10 triệu đó bỏ ra nó sẽ là xứng đáng cho những gì mà chúng ta được cảm nhận khi mà chúng ta bóp phanh. Và cái hơn nữa là nó mang lại cái tính năng an toàn cho người cầm lái. Đó, thì về cái quan điểm cá nhân của mình, giữa phanh có ABS và không có ABS, thì quan điểm cá nhân của mình thì mình thích cái phanh mà dạng là không có ABS, có nghĩa là phanh CBS hơn. Là khi chúng ta bóp phanh thì cái tay phanh này nó sẽ mượt mà. Và cái phanh mà có ABS này thì khi chúng ta bóp phanh thì cái tay phanh này nó cứ nhún nhả kiểu này, cũng gây một cái phần cực kỳ là khó chịu. Và nói về cái độ an toàn thì cái gì nó cũng có ưu và nhược điểm. Đó, bây giờ là mình sẽ nói về cái phần ưu và nhược điểm trên chính cái hệ thống phanh này. Chia sẻ với anh em thì cái hệ thống phanh này tất nhiên là nó sẽ an toàn và đắt tiền hơn cả cái hệ thống phanh là CBS rồi. Thì bây giờ là mình sẽ nói đến cái phần ưu và nhược điểm. Về phần ưu điểm thì ai cũng biết là cái hệ thống phanh ABS này thì nó sẽ an toàn cho chúng ta, sẽ không bị trơn trượt ngã nữa. Còn khi nếu như ở trong cái trường hợp là gì, chúng ta cần phanh gấp đột ngột đó, ví dụ chúng ta đang đi ở cái tốc độ cao, mình ví dụ là nếu như anh em đang đi ở tốc độ 50 km/h để bắt đầu phanh cho đến cái điểm chết là cái điểm dừng xe hoàn toàn, ví dụ như ở trên cái phanh mà không có ABS này thì mình sẽ phanh ở cái khoảng cự ly là 5 m là đã dừng. Nhưng đối với cái chiếc xe mà có hệ thống phanh của ABS này, cùng là một cái tốc độ là 50 mà bắt đầu phanh cho đến cái lúc dừng thì cái quãng đường nó đi sẽ xa hơn. Đó, thì cái này nó sẽ gây ra cái tỷ lệ là va chạm giữa xe sau và xe trước nhiều hơn là cái phanh kia. Đó, tất nhiên là nó sẽ có cái độ an toàn là khi chúng ta bóp phanh đường trơn trượt sẽ không ngã, nhưng nếu như chúng ta cần phanh gấp để giảm tốc độ hoàn toàn, có thể là đứng hẳn lại, thì cái hệ thống phanh này có thể sẽ gây cho chúng ta hiện tượng va chạm đối với những cái xe đằng trước, bởi vì là nếu như trong trường hợp cần kíp, cần phanh gấp thì cái anh này nó sẽ không cho lết bánh này đó, và nó sẽ phải cần một cái quãng đường để dừng hẳn lại, nó sẽ dài hơn là cái anh phía bên kia phanh bằng cơm đó. Thì cái gì nó cũng có cái phần ưu điểm và cái phần nhược điểm đó, thì anh em có thể là dựa trên cái video này có thể là cân nhắc cái số tiền chênh lệch nhau những 10 triệu mua ABS hay CBS an toàn hơn hay cần phải dừng lại nhanh hơn. Đó thì phụ thuộc vào cái túi tiền của anh em cũng như là cái sở thích của anh em. Còn mình, về bản thân mình thì mình thích cái hệ thống phanh kiểu kia hơn. Đó, thì mình nói chung là đi xe không ai nói mạnh được, nhưng mà mình thích cái hệ thống phanh kiểu kia hơn, tay phanh nó mượt mà nó thích hơn. Còn cái anh này thì tay phanh nếu mà cần phanh gấp ấy, nó cứ nhún nhả này, cực kỳ gây khó chịu. Và lúc đó là ở cái tay phanh chỗ này nó sẽ kêu kẹt kẹt. Mặc dù là mình rất hay cho dầu ở đây, nhưng khi mà cái anh ABS này nó tính toán, nó đủ ngược dầu lên cái phần tay phanh ở đây, nó nhả áp ấy, thì cái phần tay phanh này của mình thì lúc đó là tay mình vẫn đang bóp vào, nó cứ nhún nhả thì ở đây nó cứ kêu kẹt kẹt, cảm giác cực kỳ là khó chịu. Và cuối cái video này thì mình xin phép mình chia sẻ thêm cho những ai mà chưa hiểu rõ về cái anh hệ thống phanh ABS này đây. Thì xin phép mình chia sẻ với anh em là cái hệ thống phanh ABS này nó sẽ không phụ thuộc vào cái tốc độ của chúng ta di chuyển xe anh em nhé, và nó cũng không phụ thuộc vào cái lực bóp của tay phanh này, đúng không ạ? Cái phần này nó sẽ hơi mâu thuẫn nhau, nếu như chúng ta không hiểu các bạn sẽ nghe kỹ cho mình. Nếu như chúng ta đi ở tốc độ cao chúng ta bóp phanh nhẹ thì nó cũng không can thiệp,
hoặc là chúng ta đi chậm mà chúng ta bóp mạnh thì nó vẫn cứ can thiệp. Đó là gì? Là khi chúng ta đi chậm thì cái lực quán tính giữa cái bánh xe và bề mặt đất này nó sẽ thấp, thì chúng ta chỉ cần bóp nhẹ là nó đã ăn rồi. Khi nó ăn như thế thì có thể nó sẽ gây lết bánh. Nó gây lết bánh thì cái anh ABS này nó sẽ làm việc đó. Hoặc là khi chúng ta đi nhanh mà chúng ta bóp phanh nhẹ thì cái bánh của chúng ta nó không có hiện tượng lết, thì cái anh này nó vẫn chưa làm việc đâu nhá. Đó, cho nên là sẽ có anh em thắc mắc là cứ bóp phanh là nó làm việc đúng không ạ? Bóp phanh có lúc nó làm việc, có lúc nó không làm việc là dựa theo cái bánh của chúng ta lúc đó có bị lết hay không. Đó, cái bánh của chúng ta khi đi vào cái đường trơn trượt, chúng ta chỉ cần mớm phanh mà cái bánh nó đã có hiện tượng là muốn lết rồi. Thì lúc này anh này sẽ hoạt động luôn, kể cả là chúng ta đang đi tốc độ chậm. Đó, còn nếu như chúng ta đi ở tốc độ cao mà chúng ta mớm phanh mà cái xe của chúng ta vẫn lăn bánh bình thường, nó không lết, anh này vẫn chưa hoạt động đâu anh em nhé. Đó, và cái hệ thống phanh này là hệ thống phanh hai kênh riêng biệt, nó khác với lại trên những cái chiếc xe hơi của chúng ta là hệ thống phanh của nó là bốn bánh, thì nó sẽ có phần căng căn chỉnh giữa bánh trước và bánh sau và bánh bên trái và bánh bên phải, thì nó cao cấp hơn. Ở trên những cái chiếc xe máy này nó chỉ đơn giản là phanh trước hoặc đằng sau thôi. Đằng trước các bạn bóp lết chẳng hạn thế. Ví dụ như các bạn là để cái xe nó treo bánh như này, đúng không ạ? Khi chúng ta bóp phanh trước vào mà chúng ta ga, bánh sau nó vẫn cứ chạy bình thường. Thì cái anh này cũng không có hoạt động gì đến cái ABS cả. Đó, thì cái này thì anh em có thể kiểm chứng rất là dễ, rất là đơn giản thôi, chỉ cần dựng chân chống giữa lên và anh em bóp cứng bánh trước và anh em nổ máy thì lúc đấy ga to lên cái bánh sau nó vẫn cứ quay bình thường và chúng ta sẽ không có cảm nhận gì là cái phần tay phanh trước này nó sẽ có hiện tượng là nhún nhả như thế này. Đó, rất là đơn giản thôi. Thì đây là hai kênh riêng biệt, nó chả có liên quan gì nhau. Thì nhiều anh em có nói là xe của tôi là ABS một kênh, xe tôi là ABS hai kênh, thì hai kênh nó phải hơn một kênh. Cái đó là không phải, tất nhiên là hai kênh thì nó sẽ là bốn đường ống và một kênh thì nó sẽ là hai đường ống. Thì tất nhiên là cái con hai kênh thì nó phải cao cấp hơn là con một kênh rồi, thì nó đến hai đường ống cơ mà, và nó sẽ phải tính toán nhiều hơn là con một kênh rồi. Nhưng về cái mặt công bằng mà nói, hai kênh hay một kênh ở trên cái xe máy này nó sẽ là như nhau, nó chả có gì khác nhau cả, bởi vì là hai kênh này là hai kênh riêng biệt. Ví dụ như chúng ta bóp phanh sau mà nó ăn bổ trợ cho đằng trước thì cái hệ thống này nó sẽ phải can thiệp vào cái phần đó thì nó mới là chung nhau. Còn đây là phanh sau bên trước, bên trước nó chả có gì liên quan đến nhau cả, thế nên là hai kênh này là nó cũng như một kênh mà thôi. Đó, thì có nhiều anh em là hay cãi nhau về cái phần này, thì mình thấy là người ta bỏ tiền ra thì người ta nói là có lý người ta thôi, nhưng mà về xét cho cùng về cái mặt diện công bằng thì hai cái anh một kênh và hai kênh trên chiếc xe máy này nó là như nhau, nó chẳng có gì khác nhau cả. Vâng, thì cái video này thì mình đã chia sẻ sơ bộ về hai cái hệ thống phanh là ABS và CBS rồi, thì anh em nào mà có cái am hiểu nhiều hơn về cái hệ thống phanh này thì anh em thể comment góp ý bình luận thêm cho mình ở phía bên dưới nhá. Thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại anh em.